Nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Hằng Ni giới thiệu một căn nhà mặt tiền đường, thuận tiện kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nè cả nhà. Đó, với phân khúc tài chính 13 tỷ hơn, cả nhà mình đã sở được một căn nhà phố ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu. Nếu mà mình di chuyển theo hướng này là cách chỉ khoảng 100m là mình di chuyển ra trục đường Phan Đăng Lưu và về chợ Bà Chiểu, trung tâm quận 1, quận 3 cũng chỉ tầm khoảng từ 7 đến 10 phút di chuyển. Và nếu mà cả nhà mình đi theo hướng bên này sẽ đi về hướng chợ Cây Quéo nè, trục đường Hoàng Hoa Thám, đi ra đường Phan Đăng Lưu cũng được nha cả nhà. Ngay khu này rất là thuận tiện để di chuyển luôn. Một căn nhà thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, serum spa. Và đặc biệt đó là ngôi nhà này được gia chủ mình thiết kế lên tới 7 phòng ngủ lận. Mình mua về mình để cho thuê nè, kinh doanh căn hộ dịch vụ, hotel, khách sạn. Vị trí này thì tương đối phù hợp luôn, ngay trục đường Nguyễn Văn Đậu, đường có thêm đường nè, vỉa hè, cây xanh hai bên. Mình kinh doanh mua bán gì đó, mình đậu xe ô tô, xe gắn máy phía trước tương đối thoải mái. Và căn nhà phố hôm nay Hằng Ni giới thiệu khách hàng mình là căn Milan nha cả nhà. Kết cấu là một trệt 4 lầu, mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công ở bên ngoài vô cùng thông thoáng. Và nhà mình thuộc hướng chính là hướng Tây, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Tây Tứ Trạch. Với diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là 3m2, chiều sâu là 16m. Công năng sử dụng rơm, mặt tiền dùng để kinh doanh, phòng khách, phòng bếp. Bên trên có tổng là 7 phòng ngủ, trong đó mình có ban công, sân thượng đầy đủ. Một căn nhà chính chủ xây dựng, sổ hồng, công chứng mua bán trong ngày. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với phân khúc giá bán là 13 tỷ 280 triệu đồng. Giá còn bớt, khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Đó, ngay khu vực dân cư tương đối đông đúc luôn. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Ngôi nhà này nếu mà mình cho thuê thu nhập khoảng tầm 45-50 triệu thoải mái luôn nha cả nhà. Đó, một trệt 4 lầu, bên trên lên tới 7 phòng ngủ lận. Và đặc biệt có gia chủ mình có thiết kế thang máy để di chuyển nữa. Quá là phù hợp để kinh doanh luôn, nhà kết cấu có sẵn rồi. Mình mua về mình cho thuê kinh doanh nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Cả nhà mình mà đi lên một đoạn là kế bên chợ Cây Quéo rồi chợ Bà Chiểu, hoặc là mình đi qua hướng bên kia thì qua khu ẩm thực đường Phan Xích Long, và cũng như là ngay trục đường Nguyễn Văn Đậu thì có phòng công chứng số 6 luôn cả nhà. Ngay khu hành chính nè, vị trí này chúng ta kinh doanh mua bán gì cũng rất là thuận tiện luôn á. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển lại gần hơn ngôi nhà để tham quan. Đó, ngay đường hai chiều, kinh doanh mua bán tương đối thoải mái luôn nè cả nhà. Đây, ngay mặt tiền đường nha cả nhà. Nhà mình phía trước thì có vỉa hè cây xanh, kế bên là có văn phòng công ty, rồi tiệm bánh tương đối đông đúc luôn á. Và đây là từ hướng mặt tiền chính của mình nhìn ra đối diện. Đó, những căn nhà cao tầng. Và gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ra vào, một lớp cửa cuốn bên trong, thêm một lớp cửa nhôm sinh pha, kính cường lực nữa cả nhà. Nhà này ngay mặt tiền đường á, mình trưng bày bảng hiệu thì quá là phù hợp luôn. Nhà thì kết cấu có sẵn nữa chứ, mà có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn á. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ phía hướng ngược lại của ngôi nhà. Em bắt đầu di chuyển bên trong để cả nhà mình cùng tham quan. Đó, nhà sáng quá cả nhà. Đây, quá là thông thoáng luôn. Và gia chủ thiết kế với mình mặt tiền phía trước là có thể là mở văn phòng công ty, mình kinh doanh mua bán gì cũng được, vừa ở vừa cho thuê. Hiện tại là gia chủ mình sử dụng làm nơi để xe. Nhà này mà cho thuê là thu nhập mỗi tháng tầm khoảng 45-50 triệu tương đối thoải mái luôn. Đó, thiết kế hoàn thiện, tông chủ đạo là màu trắng, mẫu kiến trúc hiện đại này cả nhà. Bên dưới gạch của mình là lớp gạch bóng kiến chống trầy chống chân chợt 60-60, tông chủ đạo là màu kem. Và bên trong thì mình có thiết kế cho mình một cái bàn nhẹ nhẹ ở đây. Ở đây mình về mình sử dụng phía trước mình để kinh doanh mua bán gì đó. Còn bên trong thì có thể là tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Đó, thang bộ tới thang máy này cả nhà, thang bộ ở đây. Rồi vào bên trong là thang máy. Rồi vào bên trong này nữa được gia chủ thiết kế thông suốt chảy dài vào bên trong nè. À, và có toilet sử dụng tại tầng trệt dành cho khách khi đến chơi nhà. Và Hằng Ni tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Ngôi nhà này mà mình mua để cho thuê thì quá là phù hợp luôn. Ở đây gia chủ có thiết kế cho mình một cái tủ kho nè cả nhà. Tủ kho để đồ mini nhỏ nhỏ bên trong luôn á, đó, phù hợp chưa? Nhà có thiết kế thang máy nữa chứ, ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu mà phân khúc giá bán 13 tỷ hơn, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày nha cả nhà. Từ bên trong nhìn ra mặt tiền trước nè, thoáng chưa, nhà rất là sáng luôn á.
thuận tiện kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề, và gia chủ đã thiết kế cho mình sẵn máy lạnh ở đây rồi. Nhà này mình được cái phần kết cấu và nhiều phòng ngủ, mình về mình kinh doanh căn hộ dịch vụ, hoặc là bên dưới thì mình mở văn phòng, tiệm thuốc tây gì cũng tiện hết trơn đó nha. Vậy mình chuyển lên lầu đầu tiên, mình có tầng trệt lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4. Đó, thang này trọng lượng của mình là 450kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người, thang 4 kính đó nha. Đấy rồi, ngôi nhà này là sổ hồng chính chủ công chứng bán trong ngày. Lầu đầu tiên được gia chủ thiết kế đòm một phòng ngủ đầu tiên nè. Phòng trống cho nên thằng đi xin phép sẽ lên máy nhanh. Mình sẽ có cái ô cửa sổ điếng trời và toilet sử dụng nguyên bên trong này. Đây, có cái ô cửa mở khu vực điếng trời luôn cả nhà. Và di chuyển tiếp tục, phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước. Đây, cái phòng này là tương đối rộng và thoáng luôn á. Cả nhà mình sử dụng làm phòng ngủ cũng được. Hiện tại gia chủ mình để mấy cái đồ lặt vặt, phòng làm việc mini thôi. Rồi phía trước mình trồng cây, trồng hoa gì đó. Nó có cái ban công, ô cửa sổ mở ra bên ngoài thoáng chưa. Đó, ở đây là mình đi ra ngoài này, mình trồng cây, trồng hoa tương đối phù hợp luôn nè. Khu vực này mình lên đây mình nuôi chim ha cả nhà. Đó, chiều chưa. Trồng cây xanh, trồng rau sạch cũng được luôn. Và em tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan một căn nhà với diện tích chiều ngang là 3m2 nhưng cho 16m, ngay trục đường mặt tiền Nguyễn Văn Đậu thuộc phường 6 quận Bình Thạnh, kết nối với đường Phan Đăng Lưu, kế bên khu ẩm thực Phan Xích Long nữa chứ, di chuyển đi đâu cũng tiện hết đó. Khu này mà cả nhà mình di chuyển về quận 1, quận 3 tương đối gần luôn. Ngay trục đường kết nối Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám, ngay đoạn Nguyễn Văn Đậu, nhưng mà đoạn đầu nha cả nhà. Và em di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo, nhà mình lên tới 7 phòng ngủ lận. Cả nhà mình nhớ đón xem đến hết video, Hằng đi sẽ quay từng phòng, từng vị trí để cả nhà mình xem rõ hơn luôn. Một số khách hàng mà đã xa, mình xem rõ từng ngóc ngách không gian bên trong ngôi nhà. Lên tầng này sẽ có 2 phòng ngủ và sẽ sử dụng chung một toilet tại đây nè. Đó, toilet của mình cũng đầy đủ các trang thiết bị. Hiện tại thì nhà đang để đồ bên trong á, cho nên hơi lộn xộn một tí. Cả nhà thì xem thì thông cảm cho bên Hằng đi nha. Mình vào mình căn này mà mình cho thuê có thu nhập thì quá là thuận tiện. Phòng phía trước nè cả nhà. Phòng phía trước thì có ban công, phòng phía sau có ô cửa sổ điếng trời. Nhà này gia chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất bên trong nhà cho mình luôn. Đó, nhà mình kế bên phòng công chứng số 6 luôn nè. Quá là tuyệt vời luôn. Đây, để Hằng đi quay cho cả nhà mình xem. Đó, nhìn đây là đối diện qua là phòng công chứng số 6 luôn. Một vị trí quá đắc địa và tiềm năng. Vàng đi tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan nè. Bên trong thì gia chủ đã thiết kế cho mình đầy đủ rồi, sử dụng toàn bộ là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm vô hành với thầy mình trong thời gian an cư sinh sống. Và em tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo. Đây thang bộ của mình nha, thằng đi sẽ đi bằng thang bộ nha cả nhà. Đã giờ em quay là 4 phòng rồi, bây giờ đi lên phòng tiếp theo là phòng thứ 5, thứ 6 nè. Nó thang đi thì tương đối đều bước luôn. Với đây này cả nhà, phòng thứ 5. Đây, phòng ở phía sau, phòng này sẽ có toilet sử dụng riêng bên trong. Mỗi tầng như vậy sẽ thiết kế cho mình hơi khác nhau một tí. Đó, toilet bên trong nè. Đây, ở đây mình sẽ có bàn học, bàn làm việc, rồi bên trong phòng ngủ nè cả nhà. Đó, và di chuyển tầng tiếp theo, nằm ở phía trước. Quý thầy mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp với chính chủ. Phòng phía trước thì mình sẽ có ban công này cả nhà. Ban công chỗ ra khoảng 1m6, 1m5 đó, khu vực trồng cây, trồng hoa, có vòi tưới nước luôn nè. Đó, trồng cây thì tương đối phù hợp luôn. Và bên trong phòng của mình đây. Đó. Và Hằng Ly là tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để các nhà mình cùng tham quan. Một căn nhà phố ngang 3m2, chiều sâu là 16m nha cả nhà. Đang được gia chủ rao bán với mức giá là 13 tỷ 280 triệu đồng. Giá còn bớt các em thiện chí mua nhanh nữa. Ngôi nhà này thì sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Đậu, lâu lâu mới có một căn nhà rao bán đó cả nhà. Đấy, nhà đi quay là 6 phòng rồi, bây giờ đi lên tầng tiếp theo nè. Đặc biệt là căn nhà này được gia chủ mình thiết kế rất là thông minh và hiện đại luôn. Bên dưới là mình sử dụng mặt tiền để kinh doanh, còn bên trên á mình thiết kế cái gian bếp bên khu vực bên phòng bên trên là cả nhà. Đó, tới rồi. Đây. Bây giờ nãy giờ quay 6 phòng, thêm cái phòng bên trên này nữa là phòng thứ 7 nè.
đó. Nhưng mà hiện tại gia chủ mình đang sử dụng phòng này làm phòng khách, phòng sinh hoạt chung cho đại gia đình của mình, có đầy đủ các trang thiết bị bên trong đó. Và ban công phía trước nữa, đây càng lên cao thì view càng thông thoáng luôn, ngay vị trí mặt tiền đường nữa chứ đó. Quá tuyệt vời luôn nè cả nhà. Và di chuyển ra khu vực gian bếp của mình, gian bếp phía sau gia chủ thiết kế cho mình khu vực bếp nè, đã được gia chủ trang bị hoàn thiện đó. Chúng ta có bộ bàn ăn rồi bếp trên bếp dưới đầy đủ luôn á, cũng như là phía ngoài này là khu vực giặt sấy đây, rồi toilet sử dụng riêng, ô cửa sổ giếng trời nè cả nhà. Ở đây mình đã có thang sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên này, đặt bồn nước cho máy nước nóng năng lượng mặt trời. Và căn nhà thiết kế tương đối kiên cố và chắc chắn, nhưng mà hiện tại là gia đình mình đang ở cho nên đồ đạc nội thất hơi nhiều. Cả nhà khi xem thì thông cảm cho bên hàng đi. Bếp là đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện, tủ gỗ hen cường, bếp âm mặt đá mới hút mùi, là nướng là vi sóng đầy đủ. Và video của hàng đi đến đây cũng kết thúc rồi. Hàng đi chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này ngay vị trí mặt tiền đường, mình mua để cho thuê giữ giá trị tài sản thì quá là phù hợp luôn. Lâu lâu mới có một căn nhà ngay mặt tiền đường như vậy mà thiết kế kiên cố chắc chắn, nằm trong phân khúc giá bán 13 tỷ hơn nha cả nhà. Với diện tích là ngang 3m2, chiều sâu là 16m đó chứ. Đây là khu vực cái sân phơi của gia đình mình nè. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ninh xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón chào năm mới 2024, một năm vạn sự như ý. Cũng như khi mình xem video, mình quan tâm căn nhà này, hãy nhớ gọi cho em. Và bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. À, nhìn lên trên thoáng quá cả nhà, một căn nhà duy nhất hiện nay mà ngay mặt tiền đường có thiết kế thang máy. Quá là thuận tiện để an cư sinh sống và cho thuê luôn. Và Ninh xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.